sen? Trong lúc đi dạo vào buổi sáng, Rapunzel nghe tiếng khóc của người hàng xóm. Cô liền chạy đến xem đã có chuyện gì. Chuyện gì vậy? Tại sao bà lại khóc? Rapunzel, cháu hãy qua đây mà xem nè. Ủa? Đàn gà của bà, chúng đâu rồi? Chúng biến mất rồi. Tối qua bà cho chúng ăn rồi chơi với chúng. Hôm nay chẳng thấy đâu hết. Bà có chắc là đã khóa cửa chuồng chưa? Có khi nào bà quên khóa lại không? Người hàng xóm đưa ổ khóa bị phá cho Rapunzel xem. Ai lại làm điều này? Bà cũng muốn biết là kẻ nào. Bộ đồ trông thật tuyệt. Rapunzel bắt đầu điều tra và hy vọng sẽ tìm được manh mối dẫn cô ấy đến chỗ tên trộm. Cháu có tìm thấy gì không? Không. Nhưng mà khoan đã. Cô tìm thấy một chiếc bông tai ở dưới đất. Cô nhặt lên và kiểm tra thật kỹ. Chắc là tên trộm đã đánh rơi thứ này. Ít ra chúng ta cũng biết kẻ trộm là một phụ nữ. Vậy cháu định làm thế nào đây? Cháu sẽ tìm xem chiếc bông tai này là của ai. Nhưng cháu cần phải tìm thêm các manh mối khác nữa. Nhưng có rất nhiều phụ nữ trong thị trấn cũng có đôi bông tai tương tự. Làm sao cháu tìm được chủ nhân của nó? Đúng là có nhiều thật, nhưng phải có chiếc thứ hai giống như vậy. Ai bị mất một chiếc bông tai, rất có thể đó chính là tên trộm. Rapunzel bắt đầu đến các cửa hàng khác nhau trong thị trấn. Đồng thời cô chú ý quan sát phần tai của khách hàng. Cô hy vọng tìm được chiếc bông tai bị mất. Rapunzel tiếp tục tìm kiếm chiếc bông tai cho đến tối, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Bà hàng xóm tội nghiệp lại bắt đầu than khóc. Lúc đó trời đã tối, nên họ trở về nhà. Đêm đó Rapunzel không tài nào chợp mắt. Cô suy nghĩ về cách giải đáp bí ẩn này. Cô nhớ lại những cửa hàng mình đã đến, nghĩ xem liệu có bỏ sót nơi nào. Sáng hôm sau, khi Rapunzel rửa mặt, cô nhớ ra là mình vẫn chưa đến cửa hàng mới của Evilia. Evilia rất bất ngờ khi Rapunzel đến cửa hàng của mình sớm như thế. Tại sao cô lại tới đây? Đàn gà của bà hàng xóm không còn đẻ trứng nữa hả? Ôi trời ạ, vậy có nghĩa là mọi người ở thị trấn phải mua trứng và gà ở chỗ của tôi rồi. Rapunzel để ý chiếc bông tai của Evilia. Nó giống hệt như chiếc bông tai mà cô đã tìm thấy hôm qua. Rapunzel bèn lén nhìn qua tai kia của Evilia. Cô ta bị mất chiếc bông tai đó. Bông tai đó đẹp quá. Cảm ơn cô, tôi đã tốn rất nhiều tiền để mua đôi bông tai này. Vậy hả? Nhưng cô chỉ đang đeo một cái. Tôi, ý tôi là tôi chỉ đeo một chiếc thôi. Cô không biết hả? Đây là phong cách thời trang mới đó. Chỉ đeo một chiếc bông tai thôi. Hóa ra là cô không biết gì về thời trang hết. Rapunzel rời khỏi cửa hàng mà không mảy may nghi ngờ gì. Cô thấy lạ khi Evilia lại mở cửa hàng trứng khi tên trộm gà vẫn chưa bị bắt. Cô nghĩ phải có mối liên quan nào đó. Cô liền trốn vào góc đường
và chờ Evila đóng cửa tiệm. Trời vừa sập tối, Evila đóng cửa tiệm và nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai theo dõi. Khi thấy trên đường không có ai, cô ta vội vã bước đi thật nhanh. Rapunzel liền đi theo. Cô ấy lén lút đi trong bóng tối. Đồng thời Rapunzel gửi ngay tin nhắn cho thanh tra và giải thích tình hình hiện tại. Evila đã đi bộ một lúc lâu và đến một nơi vắng vẻ. Rapunzel vẫn bám sát phía sau. Evila đứng trước một trang trại bỏ hoang và nhìn xung quanh. Sau đó, cô ta mở cửa và đi vào bên trong. Rapunzel lấy hết can đảm và bước vào bên trong cánh cửa. Nơi đó rất tối và yên tĩnh. Ban đầu, Rapunzel rất sợ. Nhưng khi nghĩ đến bà hàng xóm, cô bình tĩnh trở lại và đi theo tiếng bước chân của Evila. Cô nhìn qua một khung cửa sổ nhỏ và thấy đàn gà bị mất đang ở ngay đó. Hóa ra cô chính là tên trộm. Ủa mà cô từ đâu ra vậy hả? Lúc đó tiếng còi của cảnh sát vang lên. Cô đúng là một kẻ đáng ghét. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá. Cô đừng hòng thoát được Evila. Trong lúc đó, thanh tra và các sĩ quan khác đã bật cười khi nhìn thấy Evila. Để ăn mừng, người dân đã làm món trứng rán khổng lồ bằng những quả trứng mà họ thu hoạch được từ đàn gà. Món trứng rán to đến nỗi họ còn mời cả những người ở thị trấn lân cận đến ăn. Đêm đó, Rapunzel đã ngủ rất ngon vì cô biết mình đã giúp được rất nhiều người.